Xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của xưởng sản xuất xe Ba Bánh Anh Quân của nhà em. Hôm nay em lên cho mọi người một siêu phẩm. Siêu phẩm này là có 102 và nó gọi là độc nhất vô nhị của tỉnh Bình Phước luôn. Thì cái chiếc xe này là em sản xuất và em giao về cho anh Long ở Trơn Thành, Bình Phước. Đó, anh ấy đóng một chiếc xe ba gác ra để chuyên chở phân bón. Đó, mình có một cái đại lý phân bón rất là to. Thì anh ấy đã sắm một chiếc xe ba gác này để phục vụ cho công việc của mình. Thì hôm nay em đã sau một thời gian thì em đã hoàn thiện xong và sẽ review đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn một cái mẫu xe mà nó gọi là siêu phẩm cực phẩm luôn. Thì bây giờ cùng theo chân em để đi vào chi tiết của con xe này nhá. Đó, thì ở trên con xe này nó có rất là nhiều phụ kiện chức năng, rất là ok luôn. Thì bây giờ em sẽ review phần đầu này. Về phần đầu thì nó sẽ sử dụng là phụt độ giò gà, mỗi bên là 2 ti. 2 ti này nó vừa chịu tải và nó vừa giảm sốc, vừa chịu tải và vừa giảm sốc này. Và mai-ơ này là bằng sắt, mai-ơ bằng sắt và có ke góc hàn thêm mấy cái góc cạnh này để tăng được cái độ chắc chắn và bền bỉ hơn. Và đều được lốp kê bằng 2 con ốc. Lốp trước là xài lốp 500-12, lốp 500-12 lốp lớn này mọi người. Rè là bắt rè inox nhé. Đó, tất cả các cơ con ốc này nhà em đều lốp kê bằng 2 con ốc. Và hơn hết như mọi người thấy này, ở đây nhà em không hàn hết á, thì có nghĩa là vì hiện tại bây giờ ấy, như bọn em đã thấy ấy, là cái nước ấy nó đọng vào trong này, nó đi theo cái đường ốc này này, nó đọng vào trong này nên là bọn em mới để hở như vậy. Đó, để hở như vậy để nước nó chảy ra. Đó, nên là mọi người cứ xem nhá. Chứ không phải là nhà em hàn không hết đâu, mà là để cho nó chảy nước ra. Để nó không có bị đọng nước vào đây, nó không có bị reset đâu mọi người. Có két nước và quạt gió làm mát động cơ này. Cổ bi là xài cổ bi lớn, cổ bi 120, cổ bi 120 và vai là được sử dụng là vai đôi. Vai đôi này uốn hộp 50, hộp 50 dày 3 ly và làm toàn bộ bằng kẽm chống reset. Đó, mã kẽm chống reset này mọi người. Và được hàn hai cái miếng ốp đọng nước này, ở đằng sau thì cũng hàn luôn nhá. Ốp đọng nước này để nước nó không đọng vào đây là nó không có bị reset. Bô là xài cổ bô inox này, cổ bô inox và có hàn cái cổ bô ruột gà để chống rung nha mọi người nha. Động cơ của con xe này em đóng theo yêu cầu của anh khách là máy 250 zin xăng, ráp hộp số mạnh tích hợp với lại hộp số mạnh tải 3,5 tấn. Thì khi mà các bác đi cùng hộp số này cộng với lại là con máy này, máy 250 và cầu vuông thì nó hết bài rồi, hết ý rồi, là cứ tải 3,5 tấn giùm em nha. Rất là ok luôn. Cốp là được bắt cốp inox này, chống reset này, thùng đồ nghề lớn inox đi theo xe. Về cái khung sườn thì con xe này nó được sử dụng là sườn hộp 50 4 ly chập làm 2 cây. Đây mọi người thấy này, đây có 2 cây nha mọi người nhá, 2 cây này đó. Và em có bắn 2 cái miếng cao su ở 2 bên này, rất là dày luôn, nó dày 3 phân nữa mọi người. Miếng cao su này dày 3 phân luôn đấy nha. Đó, thì khi mình hạ bên xuống thì nó rất là êm, thùng nó không có bị hại vô cái thùng này. Đó, vô cái đà thùng của mình. Khung sườn thì được ốp ít đầy đủ hết. Đó, để tăng được cái độ chắc chắn và hơn hết là nhìn thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Và có ke góc này mọi người. Đó, ke góc này. Thắng thì nhà em đang gắn cho anh khách là thắng dầu 2 heo dầu, là nó được sử dụng là 2 con heo dầu và 2 cái bình đựng dầu này mọi người. Đi thêm một đường ống dầu lên đây. Đó, đi theo ống dầu đây và nó sẽ là sử dụng là mỗi bên một đường ống dầu riêng biệt. Đó, mất bên này nó còn bên kia, nó tăng được cái sự an toàn rất là cao luôn. Bô là bô inox rồi này. Đó, bô inox này. Chữ thập của con cục số mạnh ô tô này thì rất là to rồi. Đó, bây giờ cần số mạnh thì nó sẽ đi qua đây. Đây, đó, cần số mạnh này. Đó, em gà số mạnh này. Mọi người thấy không? Rất là ok luôn. Đó. Về phần cạch đăng thì xài cạch đăng loại lớn. Cạch đăng loại lớn hết này. Cạch đăng loại lớn. Đó, cạch đăng lớn nó rất là to luôn. Cạch đăng chữ thập lớn rất là ok. Thì nó bền bỉ hơn rất là nhiều. Khung sườn thì về trước về sau thì nhà em đều có gia cố rất là chắc chắn và kỹ càng như vậy. Ben là sử dụng 2 ti ben. 2 ti ben này có sức đẩy lên là 5 tấn hàng. Nó rất là khỏe mọi người nhá. Nó rất là khỏe và rất là bền luôn. Ben là mạ chrome, ben loại 1 này. Và đặc biệt như mọi người thấy con xe này đã thấy là nó là đã thùng của nó là inox rồi. Thì chắc chắn một điều rằng 2KV này, 2KV mà để chịu ben này này, thì nhà em cũng làm bằng inox hết mọi người nha. Toàn bộ inox hết, có thể lấy 500 ra mà mình test luôn. Đó, 2KV này mà làm trải hết thùng từ đầu thùng ở trên này xuống dưới bên kia. Đó, hai bên luôn, 2 cái ti ben này đều như vậy hết luôn. Rồi, về phần đuôi ắc, phần đuôi thì được có đóng ắc như bơm mỡ này.
cái bơm mỡ và cái miếng sắt này là đi CNC này mọi người, cái miếng chốt thùng này, này. Đó là đi CNC bát thùng này. Đi CNC rất là dày và làm ắc bơm mỡ này, rất là ok luôn. Con xe này rất là đặc biệt và rất là VIP luôn đó. Còn về lốp thì xài lốp đôi 500-12-14 bố DRC, lốp DRC này mọi người, đó lốp DRC, dè là bắt dè inox, dè inox nhá. Về phần nhíp thì xài là nhíp nhíp ABM dài 1m1 và nó là 12 lá có đóng ắc nhíp bơm mỡ. Đây, ắc nhíp bơm mỡ cả trên cả dưới đầy đủ hết mọi người nhé. Nhíp này thì thường thường là nhà em chỉ xài lên là lên con xe máy dầu thôi. Đó, máy dầu hoặc là xe có số ô tô thôi. Đó, nhưng mà hôm nay anh khách chơi lớn và sẽ làm một cái nhíp ABM dài 1m1 luôn. Mọi người thấy những cái lá nhíp của nó rất là dày luôn này. Ắc nhíp bơm mỡ này. Đó, rất là ok. Về cái kích thước thùng của con xe này thì em đóng là ngang 1m6 và dài là 2m6. Ngang 1m6 và dài là 2m6 và toàn bộ là thùng inox 304. Toàn bộ là thùng inox 304. Tất cả luôn trên con xe, trên cái thùng này cái gì cũng là inox hết. Bản lề, khóa tôm, chống thùng. Đó, đều được làm bằng inox mọi người thấy. Chắc là thì nó không bao giờ bị reset luôn. Những cái thùng này không bao giờ bị hư luôn. Đó. Sàn này, sàn của nó là em làm theo yêu cầu của anh khách là 3 ly. Đó. Sàn rất là dày. Những cái vuông 4 này. Những cái vuông này em cũng làm bằng inox luôn và cái đà thùng này cũng làm bằng inox luôn. Đó mọi người thấy không? Thấy cái thùng xe, con xe này nó siêu phẩm ở chỗ nào rồi đúng không? Rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ hạ ben xuống. Đây. Bên hông này thì đây là bình nước phụ này. Bình nước phụ này nó sẽ đi một cái đường ống đi lên cục máy của mình. Đó, thì nó sẽ làm giảm được cái sự nóng máy. Nó đỡ nóng máy hơn rất là nhiều luôn. Đó. Và bên này là bình dầu ben bằng inox. Đó, em quay xa xa cho mọi người xem này, khi mà hạ ben rồi. Đó, một con xe rất là đẹp luôn. Toàn bộ đều là bằng inox hết. Và anh khách có yêu cầu là làm hai cái cây để mình dẫm lên dẫm xuống, chèo lên chèo xuống ấy. Đằng sau là gắn 6 bóng đèn xi nhan ô tô. Đó, rất là đẹp. Đèn phanh, đèn re, xi nhan để đủ hết. Rồi về phần cầu là con xe này sử dụng là cầu tròn, cầu 14-35, cầu vuông, cầu 14-35 và nó là cầu tải. Vì nhông với lại là lát của nó rất là to luôn. Đó, thì mọi người thấy rất là ok với mẫu xe này. Về phần nhíp thì mọi người thấy này, nhíp cái độ dài của nó là nhíp là 1m1. Đó, dài 1m1 và làm ắc nhíp bơm mỡ, nhíp của ô tô. Mình chế lên xe ba gác luôn. Thì rất là bền và nó có độ đàn hồi rất là cao. Đó thì mọi người thấy con xe này của em như thế nào thì góp ý cho em với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã theo dõi và xem hết video của nhà em. Nếu như anh chị có nhu cầu cần sắm một chiếc xe ba gác đúng với lại theo yêu cầu của mình, theo yêu cầu, theo địa hình với lại là công việc, nhu cầu công việc của mình thì hãy nhấc máy và alo cho em theo hotline 0845 134 134 hoặc là kết bạn Zalo 0845 134 134 thì em sẽ tư vấn cho mọi người một chiếc xe ba bánh thật đúng với lại nhu cầu công việc của mình, địa hình của mình luôn. Lúc nào trên màn hình của em thì cũng có mã số hết, có mã số và cái phương thức liên hệ với nhà em, thì mọi người cứ để ý và cứ alo cho em và đọc cho em cái mã số thì em sẽ báo giá cho mọi người nha. Cơ sở của em thì ở Bình Chánh, Sài Gòn và có giao xe toàn quốc. Nếu như mọi người có thể ở gần thì có thể ghé trực tiếp tại cơ sở của nhà em để tham khảo những cái mẫu mã xe mới nhất hiện nay của nhà em nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Đừng quên bấm cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào của nhà em đăng lên nha mọi người nha. Đó, bây giờ thì hẹn mọi người ở một cái video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.